Bất động sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Hôm nay là ngày 11 tháng 12 năm 2019. Tôi đang đứng ở đây là khu tái định cư phường tái định cư 30 tháng 4 của thành phố Bà Rịa. Ở đây là mặt tiền đường Nguyễn Thị Hoa. Ngay ở phía ngoài đây là đường Phạm Hùng. Đi thẳng về phía tay trái đây là ra khu hành chính, trung tâm hành chính của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu á. Đây đường Nguyễn Thị Hoa. Thì đây có lô đất là 5 x 18, 90 91 m vuông. Ngay kế cái số nhà số 5 Nguyễn Thị Hoa đây. Đó. Đây số 5. Ngay ngã 3 luôn. Đây ngã 3 này là đường Phan Thanh Giản. Ngã 3 đường Phan Thanh Giản. Đó. Đối diện kia thẳng đây ra là trường trường mầm non Happy Kid. Happy Kid. Ở đấy là đường Phạm Hùng. Một lô rất là gần với lại trung tâm hành chính, gần bệnh viện. Đi thẳng về phía phía trên này một đoạn là đến bệnh viện. Thì giá chào bán cho lô đất số 7 đây, đường Nguyễn Thị Hoa đây là giá 2.3 tỷ quý vị nhé. 2.3 tỷ. Thì quý vị nào có nhu cầu mua một lô đất ở khu tái định cư đường 30 tháng 4 này, alo ngay cho tôi nhé. Theo số điện thoại là 0909 889 678 và 0915 699 112. Đây, lô đất này thì rất là đẹp này, không có phạm phong thủy gì. Ở đây nó có cái, đây là cái nối thoát hiểm của giữa hai lô đất. Đây nó thoát hiểm. Đây lô đất của mình ở đây. Không có bị hố ga, hố ghiếc gì hết luôn. Xin chào quý vị và hẹn gặp lại trong các video lần sau.